Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Những tư thế yoga giúp thư giãn tinh thần và các loại thảo mộc giúp thanh lọc cơ thể sẽ có trong mục sổ tay học hôm nay. Trong phần hỏi đáp y tế sẽ là những vấn đề xoay quanh chứng loạn thần do rượu. Câu chuyện y tế về niềm vui của những người bị ung thư thực quản giai đoạn cuối sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tết là dịp cả gia đình sum họp, thưởng thức những món ăn ngon, nhưng thức ăn nhiều dầu mỡ khiến cho người ăn có cảm giác ngán, ngấy, sợ béo. Đôi khi còn gây ra tình trạng táo bón hay nhiệt miệng. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán để quý vị và các bạn đón Tết vui khỏe và an toàn. Sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đình Giang, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị những loại trà thảo dược giúp thanh nhiệt, giải độc. Kính chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý vị khán giả hai loại trà có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và có thể sử dụng trong dịp Tết này. Đầu tiên thì tôi xin nói về trà kỳ tử cúc hoa với những thành phần là gồm có kỳ tử, cúc hoa, long nhãn, táo đỏ, cam thảo và đường phèn. Với cái loại trà thanh nhiệt này thì tác dụng chính của nó là thanh nhiệt, dưỡng can, kiện tỳ. Sử dụng rất tốt cho những trường hợp ăn uống những cái đồ chất béo, đặc biệt là trong cái dịp Tết này. Và ngay sau đây thì tôi xin hướng dẫn sơ qua về cách thức pha cái loại trà này. Đầu tiên thì chúng ta cần cái nguyên liệu thì có thể đóng gói bằng những cái gói trà nhỏ như thế này. Sau khi mà mình cho nguyên liệu vào trong cái cốc này và mình cần cái một cái đó là nước sôi, mình sử dụng nước sôi 100 độ, mình cho vào mình hãm như trà của mình thôi. Thành phần của trà này thì có đầu tiên là cái kỷ tử. Kỷ tử thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và nó ích khí sinh tân, bổ thận. Cái thứ hai là cái cúc hoa, cúc hoa cũng tác dụng là thanh nhiệt là chính. Thứ ba là cái sơn tra thì có tác dụng là kiện tỳ, nó trừ thấp. Thứ tư là cam thảo thì có tác dụng là điều trung và hòa khí. Thứ năm là cái đại táo này thì tác dụng chính của nó là cái bổ khí, bổ huyết. Tổng hợp cái bài thuốc này thì nó có tác dụng là thanh nhiệt, thanh can, minh mục. Mình có thể pha vào mình đợi khoảng từ 3 đến 5 phút thì mình có thể sử dụng được. Và để tăng cái hương vị cũng như là cái mùi vị cho cái sản phẩm thì mình có thể cho thêm một chút mật ong hoặc là cho một chút đường phèn vào thì cái vị nó sẽ trở nên rất là ngon. Đối với trà này thì có thể sử dụng hàng ngày được. Mỗi lần thì mình có thể pha một gói và mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 1 đến 2 lần là được rồi. Sử dụng được tất cả cho mọi lứa tuổi và mọi giới tính. Thông dụng nhất là cho những cái trường hợp mà độ tuổi trung niên hay bị stress hay căng thẳng thì hoàn toàn có thể sử dụng được. Những trà này thì mình nên uống trước ăn khoảng 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Loại trà thứ hai thì xin giới thiệu với quý vị khán giả, đó là cái trà tiêu đàm tán. Với thành phần chủ yếu của nó gồm có hoàng bá, sơn tra, nhân trần, liên diệp và mạch nha. Đây là một loại trà phổ biến đối với cả những người mà có cái chỉ số mỡ máu cao, những người thừa cân và những người có chế độ ăn nhiều đồ béo ngọt, dầu mỡ. Tác dụng chính của trà này chủ yếu là kiện tỳ, tẩm thấp và có tác dụng hạ chỉ tức là hạ mỡ máu. Trà này thì thông thường người ta gọi là trà bột, chúng ta sẽ đóng thành từng gói và mình pha vào luôn với cái cốc của mình. Và mình có thể sử dụng một ngày có thể 1 đến 2 gói. Cái này thì nên uống sau ăn khoảng 30 phút là phù hợp. Thông thường thì một gói này có thể pha được, nó rơi vào tầm khoảng nửa lít nước, có thể uống trong ngày. Khuấy nhẹ lên, mình cũng để khoảng 5 phút thì mình có thể sử dụng được rồi ạ. Vừa rồi Bệnh viện Y Dược Cổ truyền Hưng Yên chúng tôi có giới thiệu đến quý vị hai loại trà thảo mộc có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, đó là trà kỷ tử cúc hoa và trà tiêu đàm tán. Hy vọng hai loại trà này có thể giúp được quý vị trong dịp Tết Nguyên đán với những chế độ ăn giàu dầu mỡ. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Căng thẳng, lo lắng là điều rất khó tránh khỏi, đặc biệt là trong cuộc sống hiện đại nhiều bề bộn lo toan. Để giảm bớt căng thẳng và thư giãn tinh thần thì việc luyện tập yoga cũng là một trong những lựa chọn hiệu quả. Sau đây, huấn luyện viên yoga Vũ Thị Minh Thanh, câu lạc bộ yoga Thanh Dung, huyện Phù Cử sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những tư thế yoga giúp thư giãn tinh thần và điều hòa năng lượng. Tư thế thứ nhất là tư thế đứng gập trước. Tư thế này giúp kích thích hệ thần kinh, tăng cường lưu thông máu lên não. Chúng ta đứng, xoay người sang bên trái, hai chân khép lại, hai ngón chân cái chạm nhau, hai gót chân chạm nhau ở tư thế trái lối hai tay lỏng tự nhiên, mở ngực lưng thẳng, hơi cuộn đốt sống cụt lại và chúng ta đứng thẳng mắt nhìn trước. Hít vào, hai tay lên cao, sang ngang lên cao, mắt nhìn lên. Thở ra từ gập người về trước, vươn người về phía trước, vươn người về trước. Hóp bụng lại, hạ tay xuống, đưa hai tay về phía sau bắp chân, thẳng hai gối, hóp bụng lại, trán chạm cẳng chân nếu có thể, mắt nhìn vào đỉnh mũi, giữ ở đây và hít thở đều. Hít vào từ từ các bạn nâng cằm lên, từ từ vươn hai tay về phía trước và lên cao, mắt nhìn đền. Thở ra hai tay sang ngang và hạ tay xuống. Tư thế thứ hai đó là tư thế con mèo, con bò. Với tư thế này giúp chúng ta mát xa nhẹ nhàng cột sống, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi. Vào tư thế, ở tư thế cái bàn, đưa hai tay về phía trước, đẩy hông về phía trước, mở gối sang hai bên, rộng bằng hông. Hai tay của chúng ta rộng bằng vai, cổ tay và vai trên một đường thẳng, gối và hông trên một đường thẳng. Từ từ chúng ta đẩy cái khuỷu tay ra ngoài, mắt nhìn thẳng phía trước, lưng thẳng. Hít vào, từ từ nhấn rốn, võng lưng, mở ngực, lưng cằm, mắt nhìn nền, giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. Từ từ chúng ta cuộn lưng lại, cong lưng hết cỡ lên, hóp bụng lại, mắt nhìn về rốn. Các bạn giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. Hít vào, từ từ chúng ta lưng cằm, lưng thẳng. Thở ra hai ngón chân cái chạm vào nhau, đẩy hông về phía sau, đưa ngực về giữa hai chân. Chúng ta thể về tư thế em bé và thư giãn, thả lỏng toàn bộ cơ thể, trán và đỉnh mũi chạm thảm. Tư thế thứ ba là tư thế V ngược. Tư thế này kích thích hệ thần kinh, tăng lưu thông máu lên não. Hai tay chúng ta đưa về phía trước, hai gối chúng ta vẫn khép lại, từ từ chúng ta nâng hông lên. Nào, các bạn bấm đầu ngón chân xuống sàn, từ từ nâng gối lên khỏi sàn, đẩy hông lên, từ từ nâng cao hông lên chút nữa, đẩy cao hông lên chút nữa, ép cái vai xuống. Sau đó từ từ chúng ta hạ gót chân xuống sàn, hai ngón chân cái chạm nhau, hai gót chân chạm nhau, khép chân lại, ép vai, mắt nhìn xuống, thẳng hai gối, mở lồng ngực, ép vai chút nữa. Chúng ta giữ ở đây và hít thở đều, hóp bụng lại, từ từ hít vào, đẩy người về phía trước, hạ gối xuống sàn. Thở ra, tiếp tục chúng ta duỗi mũi chân và đẩy về em bé, thư giãn. Rồi mời các bạn ta ngồi dậy. Việc lạm dụng rượu có thể gây rối loạn tâm thần nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới đời sống cá nhân, gia đình mà còn gây ra các vấn nạn xã hội. Để hiểu rõ hơn về chứng bệnh loạn thần do rượu, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Đức, trưởng khoa cai nghiện chất Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên những người làm chương trình muốn hỏi bác sĩ đó là việc lạm dụng rượu bia thì sẽ gây ra những tác hại như thế nào? Sử dụng rượu bia là vấn đề hiện tại là rất phổ biến. Việc lạm dụng rượu gây tác hại đến não bộ, là gây rối loạn tâm thần và hành vi do rượu. Thưa bác sĩ, loạn thần do rượu thì có những biểu hiện như thế nào ạ? Những cái triệu chứng của rối loạn tâm thần và hành vi do rượu bao gồm như mất ngủ, nói linh tinh, chửi bới bậy bạ, bệnh nhân có hoang tưởng và ảo giác và có những biểu hiện về hành vi như đâm chém, đập phá đồ đạc và chân tay run, rối loạn thần kinh thực vật, đặc biệt là nó liên quan tới trí nhớ của bệnh nhân giảm sút. Lời khuyên của bác sĩ dành cho những người nhà có bệnh nhân loạn thần do rượu. Đối với chuyên khoa chúng tôi thì có lời khuyên khi bệnh nhân có những biểu hiện như trên, người thân sẽ đưa người bệnh đến cơ sở Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên điều trị ngay lập tức để tránh lại những cái hậu quả mà Đáng tiếc, ví dụ bệnh nhân rối loạn tâm thần mà có những biểu hiện đánh người rồi đập phá đồ đạc các thứ nọ kia thì đưa đến cơ sở y tế thì điều trị là tốt nhất. Đấy. Cái khó khăn của điều trị bệnh nhân do rượu là với cái nhận thức như của người thân của bệnh nhân rối loạn tâm thần còn rất hạn chế, đôi khi người ta còn phải đi cúng trong hoặc người ta nghĩ là bị ma làm các thứ nọ kia thì người ta không đưa đi. Thế sau đó người ta đi cúng một hai lần không khỏi thì người ta có khi mới đưa đến bệnh viện. Và đôi khi cái sự bạo hành trong gia đình do rượu là đôi khi những người phụ nữ người ta với gia đình người ta giấu, sợ mọi người biết nên là cái vấn đề cho đến bệnh viện đối với người thân cũng là rất hăng cao. Bác sĩ cũng khuyên là khi có những biểu hiện như trên thì người nhà thân nên đưa bệnh nhân đến bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên điều trị ngay để tránh những cái hậu quả mà tác hại do rối loạn tâm thần và hành vi do rượu gây ra. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Ung thư thực quản là một bệnh ác tính đang có xu hướng tăng lên trong các bệnh đường tiêu hóa nói chung và bệnh lý dạ dày thực quản nói riêng. Phần lớn bệnh nhân ung thư thực quản được phát hiện ở giai đoạn muộn với các triệu chứng rõ ràng như nút vướng, nghẹn tăng dần, ho khàn tiếng do khối u xâm lấn vào tổ chức lân cận. Giai đoạn này thường không thể phẫu thuật được, điều trị hóa xạ trị đồng thời cũng thường được chỉ định, nhưng tiên lượng xấu, tỷ lệ sống sau 5 năm chỉ đạt 20%. Thêm vào đó là chất lượng cuộc sống của người bệnh hết sức kém. Tuy nhiên, biện pháp đặt nội soi stent thực quản đã đem lại niềm vui bất ngờ cho những người bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn cuối. Câu chuyện sau đây sẽ cho thấy niềm vui của những người bệnh này. Đây là hai bệnh nhân vừa được đặt nội soi stent thực quản được vài tiếng, song đã cho thấy hiệu quả ngay tức thì và niềm vui đã hiện rõ. Tôi bị thực quản mà tôi đi chữa khắp chỗ loạn chỗ kia không được. Sau khi bác sĩ phẫu thuật tôi thì tôi về tôi cảm thấy là ăn uống sữa rồi là cháo cảm thấy là thoải mái hơn. Tôi rất là mừng, cảm ơn bác sĩ. Nửa tháng này thì ăn uống nói chung là ăn vào đến đâu ra mơi ra đấy. Thì hôm qua xuống bệnh viện Hưng Hà khám, thì hôm nay được bác sĩ là cho đặt cái ống ten. Từ lúc đặt ống ten đến bây giờ khi tôi ăn uống thì cảm thấy là coi là không có vướng mắc gì nữa, cơ thể khỏe mạnh bình thường. Xong thì xuống hỏi thì bố bảo là cũng không đau đớn gì, xong rồi bây giờ là uống sữa thì uống nước nó không bị lôn, nó không bị cản gì nữa, cảm thấy là rất là tốt, rất là vui. Đối với bệnh nhân ung thư thực quản không còn chỉ định phẫu thuật, u phát triển gây hẹp khít lòng thực quản, làm bệnh nhân không nuốt được thức ăn, nghẹn đặc sặc lòng, suy dinh dưỡng dễ dẫn đến tử vong sớm. Trước đây để cải thiện dinh dưỡng cho bệnh nhân, người ta thường áp dụng phương pháp xâm lấn và bệnh nhân không có cảm giác ăn uống bằng đường miệng. Song hiện nay, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phương pháp nội soi can thiệp đặt stent thực quản, đưa một stent kim loại chuyên biệt vào vị trí thực quản bị hẹp qua đường nội soi với mục đích là tái lập lại sự lưu thông của thực quản. Đây là biện pháp phù hợp nhất ở những bệnh nhân này. Và đây là một con đường sinh học, không có tác dụng phụ và nó nâng cao chất lượng của cuộc sống. Bệnh nhân có thể cảm nhận được cuộc sống giống như người bình thường. Đặt stent thì từ khi đặt cho đến khi bệnh nhân chết vì ung thư và không hề có cái tác dụng phụ gì xảy ra, tức là khi cái khối này u này có thể di căn đến các cơ quan khác, chèn ép não, phổi rồi là gan các, và bệnh nhân chết vì cái tái biến ung thư chứ không chết vì cái stent này, tức là nó sẽ theo bệnh nhân cho đến suốt cuộc đời và bệnh nhân vẫn ăn uống được bằng con đường sinh học này mà không có tác dụng phụ gì. Kết quả áp dụng biện pháp can thiệp này đã mang lại niềm vui cho những bệnh nhân ung thư thực quản giai đoạn cuối, sự bất ngờ và hạnh phúc. Để minh chứng cho sự ưu việt của biện pháp này, những người làm chương trình đã tới nhà của bệnh nhân Hoàng Xuân Long, 82 tuổi, ở thôn Vân Mạc, xã Vân Du, huyện Ân Thi, người đã đặt stent thực quản cách đây hơn 3 tháng. Trước kia khi đặt stent thì uống nước nắm khi cũng tắc. Nói nên ăn hoặc là uống là vì hơi sợ, sợ vì tức là nó nghẹn mà. Tôi thấy sức khỏe nó được tăng lên, bởi vì bị ăn được, uống được, nó không nghẹn nữa, thành thử ra sức khỏe của mình thấy nó cảm thấy là nó cũng khá lên. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.